Nhận định bóng đá trước trận đấu giữa U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Malaysia nghiêng hẳn về đội tuyển U19 nữ Việt Nam và nhiều khả năng các cô gái áo đỏ sẽ đứng đấu bảng B, qua đó giành vé vào bán kết giải U19 Đông Nam Á 2023. Khả năng này nằm trong tầm tay của đoàn quân huấn luyện viên Akira. Theo điều lệ của giải chỉ có đội đứng nhất bảng mới chắc chắn giành vé vào bán kết, trong lúc đội đứng nhì phải so sánh với đội nhì ở hai bảng còn lại để tranh một suất cuối cùng vào vòng đấu loại trực tiếp đều thắng trong lượt trận gia quân, nên U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Malaysia phải quyết chiến nhau trong cuộc đối đầu này để đảm bảo chắc chắn vé vào bán kết. Cùng có 3 điểm như nhau, nhưng do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn nên U19 nữ Việt Nam chỉ cần hòa là nhất bảng trong khi đối thủ buộc phải thắng. Trước đó ở trận mở màn, thầy trò huấn luyện viên Akira dễ dàng đánh bại U19 nữ Singapore với tỷ số 5, 0 ngay phút thứ bảy của trận đấu, tiền đạo trẻ Lưu Hoàng Vân đã mở tỷ số dưới cơn mưa to. Ít phút sau đó, ngôi sao trẻ của U19 Việt Nam, tiền đạo Ngọc Minh Chuyên, lên tiếng để nhân đôi cách biệt. U19 Singapore dù có thể hình vượt trội hơn nhưng thi đấu không hiệu quả. Chỉ trong vòng 2 phút từ phút 16 đến 17, Việt Nam ghi liên tục hai bàn từ sự lúng túng của đối thủ. Hồ Thị Thanh Thảo ghi bàn thắng cho riêng mình, Hoàng Vân hoàn thành cú đúp. Sau khi trời tạnh mưa, Singapore sốc lại đội hình phòng ngữ để không thua thêm. Dẫu vậy nỗ lực của các cô gái áo trắng bên phía U19 Việt Nam khiến hậu vệ Singapore mắc sai lầm. Phút 66, Lê Thị Bảo châm sút thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 5, 0. U19 Việt Nam còn bỏ lỡ một quả phạt đền nữa ở phút 90 do hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Nhi thực hiện. Huấn luyện viên Akira tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ ở trận gia quân. Trong khi đó, Chiến thắng trước U19 nữ Singapore đã giúp U19 nữ Malaysia có cơ hội cạnh tranh ngôi đầu bảng B và tấm vé vào bán kết với U19 nữ Việt Nam ở giải U19 nữ Đông Nam Á 2023. Thất bại trước U19 nữ Việt Nam trong ngày ra quân, U19 Singapore buộc phải thắng Malaysia mới hy vọng giành vé vào bán kết. Dù rất nỗ lực, nhưng U19 Singapore cũng không thể làm nên bất ngờ và chung cuộc để thua U19 nữ Malaysia với tỷ số 0-1. Như đã thông tin Do bảng B chỉ có 3 đội nên với hai trận toàn thua, U19 nữ Singapore đã kết thúc vòng bảng với vị trí chót bảng và bị loại. Trong lúc đó, 3 điểm trước U19 nữ Singapore giúp U19 nữ Malaysia tạm thời vươn lên thứ hai bảng B, khi có cùng 3 điểm như U19 nữ Việt Nam, nhưng kém hơn ở hiệu số bàn thắng bại. Như vậy, trận đấu giữa hai đội vào ngày 10 tháng 7 tới sẽ có ý nghĩa quyết định ngôi đầu bảng B. Theo điều lệ, chỉ có đội đứng đầu của 3 bảng mới chắc chắn vào bán kết. Ba đội đứng nhì ở ba bảng sẽ so sánh các chỉ số chung cuộc để xác định vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp. Về lý thuyết, U19 nữ Malaysia có hy vọng vào bán kết với vị trí dẫn đầu bảng B. Tuy nhiên, vì U19 nữ Việt Nam có trình độ chuyên môn vượt trội nên hy vọng để U19 nữ Malaysia làm nên bất ngờ và giành ngôi đầu là không nhiều. Về lý thuyết, đây là trận đấu căng thẳng xét về cục diện trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thực tế sẽ không quá khốc liệt cho U19 nữ Việt Nam bởi trình độ của đoàn quân ông Akira được đánh giá vượt trội hơn hẳn đối thủ. Bóng đá nữ Malaysia chưa phát triển và họ chỉ mới chú tâm xây dựng trong thời gian gần đây. Trong lúc đó, bóng đá nữ Việt Nam đã được đầu tư bài bài từ lâu. Các cầu thủ trẻ của U19 nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn tốt không chỉ ở đấu trường khu vực mà còn cả châu lục. Những cầu thủ như Bảo Trâm, Nhật Lan, Minh Chuyên, Thanh Thảo đều đã được chui rèn rất nhiều trong các giải quốc tế vừa qua và cho thấy sự tiến bộ rất lớn. Với kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc dày dặn hơn cũng như chuyên môn vượt trội hơn U19 nữ Việt Nam được dự đoán sẽ không mấy khó khăn để đánh bại U19 nữ Malaysia, qua đó tiến vào bán kết U19 nữ Đông Nam Á 2023. Đội hình dự kiến U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Malaysia như sau. Về phía U19 nữ Việt Nam chúng ta sẽ ra sân với thủ thành Minh Anh. Các hậu vệ gồm Thùy Nhi, Hồng Yêu, Bảo Trâm, Thanh Thảo, các tiền vệ Ngọc Anh, Vũ Thị Hoa, Nhật Lan. Hoàng Vân, hai tiền đạo là Minh Chuyên và Tạ Thị Thúy. Trong khi đó U19 nữ Malaysia sẽ ra sân với thủ thành Raman, các cầu thủ gồm Delia, Kadirus, Kinulai, Ordina, Lâu, Thivasini, Camila, Jamzahiri, Hanam, Rania. Được biết trận đấu giữa đội tuyển U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Malaysia sẽ diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 10 tháng 7 năm 2023. Chúng tôi dự đoán U19 nữ Việt Nam sẽ có chiến thắng 3. Không trước các cô gái trẻ Malaysia. Theo bạn, giữa đội tuyển U19 nữ Việt Nam và U19 nữ Malaysia, đội tuyển nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định, bình luận của bạn dưới video này nhé. Mong các bạn hãy like, đăng ký kênh chia sẻ video giúp chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.